Trong văn hóa Việt Nam, cây sung là biểu tượng của sự sung túc. Từ lâu, sung đã được trồng để làm cảnh, làm gia vị và làm mâm ngũ quả. Tất cả các bộ phận trên cây sung đều có tác dụng lớn trong y học, đặc biệt là lá sung. Lá sung có vị ngọt, hơi đắng, có tác dụng giải độc, tiêu thủng, có thể dùng để chữa trị sưng thủng, lở loét ngoài da. Lá sung dị tật, hay chúng ta còn gọi là lá sung tật, sung cốc, v.v. là những lá sung có đốm sần sùi do một số loài sâu sống ký sinh gây ra. Lợi ích lá sung này tốt hơn những lá bình thường. Nhiều bệnh có thể chữa khỏi hoặc giảm đi rất nhiều nhờ vào công dụng của lá sung dị tật này. Lá sung chứa các thành phần có tác dụng ức chế các tác động của chất béo trung tính, làm giảm số lượng chất này trong cơ thể. Chất béo trung tính là một nguyên nhân của bệnh về tim. Vì thế, lá sung có tác dụng ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. Việc sử dụng lá sung còn rất tốt cho các bệnh nhân bị tiểu đường, đặc biệt là những lá sung có nốt sần. Có thể sử dụng lá sung để nấu nước uống hàng ngày như chè xanh, sử dụng những lá sung tật sẽ hiệu quả hơn. Trong lá sung có chất tannin, có vị chát, đây là chất giảm tiêu chảy rất hiệu quả. Ngoài ra, lá sung còn có tác dụng chữa viêm ruột, mụn nhọt, mẩn ngứa. Loại lá này cũng có tác dụng lớn trong việc chữa trị các bệnh mẩn ngứa, lở loét ngoài da. Nhờ chất tannin và một số thành phần khác có trong lá sung có tác dụng kháng viêm, khử mùi, v.v. Vì vậy, trong dân gian thường dùng khử mùi hôi dưới cánh tay, hôi chân, người ta thường lựa chọn những lá sung già có nhiều nốt sần để làm thuốc vì những loại lá này có tác dụng cao hơn lá sung non. Nếu bạn bị tưa lưỡi, bạn dùng lá sung tật phối hợp với lá mít, lượng bằng nhau, phơi khô, đốt cháy rồi tán mịn, hòa với mật ong, bôi ngày 3 lần sẽ có hiệu quả, đặc biệt là đối với trẻ em. Lá sung có thể chữa được bệnh dời leo. Ta dùng lá sung rửa sạch, hong khô, cắt nhỏ, thêm chút giấm ăn, giả nhuyễn, đắp vào chỗ bị bệnh, thuốc khô lại thay. Cứ thế ngày nhiều lần sẽ giúp cho bệnh dời leo nhanh chóng tan biến. Bên cạnh đó, lá sung có thể giúp bạn chữa được một số bệnh như sốt, cúm, đau nhức. Chúng ta dùng lá sung tật 16g, lá chanh 16g, nghệ 16g, tỏi 6g, sắc lấy nước đặc mà uống. Nếu mồ hôi ra nhiều thì uống nguội, ngược lại thì uống nóng, rồi đắp chân cho ra mồ hôi, lau sạch, sẽ giảm được bệnh sốt rất nhanh chóng. Ngoài ra, lá sung còn có thể chữa được mụn bị sưng đỏ tấy. Ta lấy một miếng giấy mỏng rồi phết nhựa sung vào, sau đó dán lên chỗ đau. Trường hợp mụn chưa bị vỡ mủ thì nên khoét một lỗ ở giữa tờ giấy để vết thương không bị bí. Lá sung có thể chữa gan nóng, vàng da. Ta dùng lá sung tật 30g, nhân trần 30g, kê huyết đằng 20g, rau má 50g, sâm đại hành 20g. Tất cả sắc uống thay trà hàng ngày sẽ giúp trị bệnh vàng da do gan gây ra hiệu quả. Nếu bạn bị xây xát ngoài da, bạn có thể đắp nhựa của lá sung lên chỗ bị xây xát hoặc bầm tím, vết thương sẽ nhanh chóng lành lại. Trên đây là một vài thông tin bổ ích về công dụng của lá sung. Mong rằng qua những thông tin trên, các bạn có cách nhìn đúng đắn về những lá sung dị tật này và hãy áp dụng ngay nếu gặp phải những trường hợp bệnh tương tự nhé. Xin chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn và xin trân trọng kính chào.